Cô thân chào các bạn tuổi Quý Hợi 1983. Thì hôm nay cô sẽ chia sẻ cho các bạn về vận hạn của các bạn trong cái năm 2024, tức là cái năm Giáp Thìn. Lời đầu tiên thì cô chúc cho gia đình của bạn và gia đình một năm mới được nhiều sự bình an, vui vẻ và nhiều sức khỏe. Nói về cái tuổi Quý Hợi của các bạn á, thì đối với các bạn nam á, thì các bạn cảm thấy nó hơi hạn hẹp cho mình. Tài lộc của mình nó kiếm được có rồi, nhưng mà nó không nhiều. Nó có cái phần ít ỏi so với cái nhu cầu của cái bản thân của mình. Cho nên người ta nói cái tuổi nam á, thiên can quý thì nó không có hợp. Mà mình ra đời mình gặp những cái chuyện mà nó không có xứng ý tội lòng. Mình có cái mong cầu làm những cái việc lớn, nhưng mà cái vận mệnh đưa đẩy mình lại làm những cái chuyện mà kêu có so với mình nói là nó quá cái thấp hơn cái nhu cầu của mình mong muốn. Cái bạn của đó quý được thủy nè, mà Hợi cũng là thủy, mà mệnh của mình cũng là mệnh thủy. Cho nên nó có những cái thế này, khi thì nó xuống thấp, khi thì nó lên cao. Khi mình làm tài lộc nó có nhiều, nhưng mà đôi lúc lại nó lại trắng tay, nó hỏng việc cho mình. Cuộc đời mà của bạn á, tuổi Hợi á, thì thường thường Hợi này á, là cái Hợi mà heo rừng đó. Cho nên mình phải tự thân, mình tự lập. Hay dở, nên hay hư là tùy của mình. Mình siêng năng, mình tích cực thì mình tạo được cái đồng tiền nhiều. Cái cuộc đời mình nó tốt đẹp. Còn mình mà không tích cực thì cuộc đời mình nó có cái khó khăn. Hay dở là ở mình. Chứ đừng nói là cái số tôi. Đa số bạn là người cái mệnh là mệnh thủy, đại hại thủy. Cho nên những người tuổi Hợi này có cái duyên mà buôn bán. Mình nói năng á, thì dễ có cái thiện cảm đối với những cái người chung quanh. Mình chân thật, mình trong buôn bán thì mình có được cái uy tín cao. Mình dễ có những cái mối mang. Mẹ mình là thêm một cái nữa là cũng dẻo miệng đó. Mình cũng hiền lành, cho nên nhiều người ta thương, người ta mến. Để các bạn lưu ý trong vấn đề, nếu mà các bạn đi về cái con đường mà buôn bán thì cô khuyên các bạn là mình nên sống thật, mình đừng có làm những cái chuyện không hay, mình buôn ngay bán thẳng thì mình sẽ có được cái phúc đức lâu dài, mình được hưởng về sau. Còn nếu mà mình không chân thật thì nó không đem lại những cái điều tốt của cho mình đâu nha các bạn. Rồi nói gì năm Giáp Thìn. Năm Giáp Thìn tức là nó có cái thiên can là Giáp, mà mình là cái thiên can quý. Quý mà gặp Giáp là tài lộc của mình ở trong năm có phần nó ra đó. Tại vì giống như mình là cái con người, mình có trách nhiệm, có cái bổn phận ở trong năm. Có nhiều việc mà cần mình phải tham gia. Và khi mà mình tham gia vào thì mình phải bỏ cái đồng tiền ra. Đây là cái đồng tiền ân, đồng tiền nghĩa. Mình không thể mình chối từ được. Cho nên trong cái năm nay á, bạn có nhiều việc để mà phải tốn tiền về ân, về nghĩa. Mình là cái tuổi Hợi mà gặp cái năm Thìn thì cái công về cái nhân quà địa lợi của mình nó ở cái mức độ bình hòa, không tốt lắm nhưng mà nó cũng không khắc kỳ cho mình lắm. Công việc của mình thì nó vẫn như cũ, không có gì thay đổi. Các bạn cứ tiếp tục làm những cái công việc mình làm, không nên thay đổi. Mình là người mệnh thủy mà gặp cái năm nó có mệnh, nó là mệnh quả. Thủy quả nó khắc kỵ cho nên nó không được tốt đẹp, không được thuận lợi cho mình. Về vấn đề sức khỏe cũng như là những cái vận hành ở trong năm của mình, nó có nhiều cái nó khắc kỵ, không tốt cho mình. Còn nói về nam á, sao hạn của các bạn gặp
cái sau là sau Vân Hớn. Khi mà sau Vân Hớn đến thì mình, cái tính tình mình nó có những cái chuyển, những cái biến chuyển lạ, là mình trở nên, tính tình mình nó trở nên nóng nảy, mình khó cái chịu mà tiếp thu những cái lời, những cái ý của người khác. Mình có những cái ý gì thì mình cứ khư khư, giống như là mình trở nên có cái vẻ gì đó mình bảo thủ, mình không có chịu nghe lời của người khác. Cái mà tính tình mình nó lại nóng nảy nữa. Vì cái tham sao Vân Hớn nó sẽ làm xấu thì không xấu, mà tốt thì không tốt. Nó mang cái tính là sao trung tính, tốt có, xấu có. Và nó xấu cho các bạn ở vào cái tháng 4 và cái tháng tháng 8 âm lịch. Sao Vân Hớn thì năm nay mà bạn hợp với cái màu đỏ, màu tím và xanh lá cây. Bạn không nên chọn những cái màu sắc như là màu vàng nâu, nó thuộc về cái mệnh thổ, hoặc là màu xanh da trời, nó thuộc về mệnh thủy. Thì khi mình sử dụng cái màu không hợp với cái sao của mình trong năm thì nó không tốt. Bởi vì mình có những cái sự nóng nảy trong cái suy nghĩ, trong cái hành động, cho nên nó dẫn đến là trong cái năm mình dễ gặp những cái vấn đề rắc rối về vấn đề kiện tụng và cái chuyện thị phi. Thì mình biết như vậy thì mình phải giữ gìn miệng mồm của mình, đừng nên xiết vào chuyện của người. Và mình phải cẩn trọng trong cái lời nói, trong cái suy nghĩ của mình, để tránh đi những cái chuyện không hay nó đến với mình. Khi mà chúng ta biết nó có những cái điều mà nó đem lại những cái sự xấu cho chúng ta ở và cái miệng mồm. Rồi bạn gặp một cái sao, rồi nữa vậy chúng ta gặp cái hạn, sao là sao trung tinh, rồi hạn là hạn thiên la. Hạn thiên la là một cái hạn cũng không mấy bị tốt nha. Nó ảnh hưởng về sức khỏe của các bạn. Có những cái chuyện mà tai nạn tự nó thình lình nó đến, mình không nghĩ, mình không đoán trước ra, cho nên mình phải cẩn trọng để giữ gìn cái sức khỏe, giữ gìn cái bản mộng của mình. Và thiên la nó cũng bồi thêm vào cái chuyện mà trong cái sao của mình nó là sao Vân Hớn, là nó làm cho cái tinh thần mình nó không ổn định, có nhiều cái phật phòng, có nhiều cái lo nghĩ, làm cho cái tinh thần mình nó không tốt. Năm nay thì bạn không gặp tam tai, cũng không gặp thái tuế, như vậy là mình khỏe hơn rồi, mình có những cái chuyển biến tốt so với năm ngoái. Nhưng mà mình phạm quan ốc và mình phạm kim lâu. Phạm quan ốc thì mình không nên cất nhà cất cửa. Tại vì khi mà chúng ta cất nhà cất cửa, chúng ta dễ gặp những cái hiện tượng nó về vấn đề tâm linh đó, chúng ta dễ gặp những cái chuyện gì nó không hay. Mà ngôi nhà của mình đôi lúc nó trở nên, khi mình cất rồi, nó sẽ trở nên quăng vắng, nó lạnh lẽo, không tốt. Mừng cho bạn nam là trong cái vấn đề gia đạo của các bạn trong năm nay nó có chuyển biến tốt, gia đình có cái chuyện thuận hòa vui vẻ, vợ chồng thương thảo với nhau, hợp ý thuận tình, như vậy là vấn đề tình cảm của mình nó được tốt đẹp ở trong năm. Thì như vậy cô vừa chia sẻ cho các bạn về vận hạn của các bạn trong cái năm Giáp Thìn, thì bài chia sẻ đến đây là hết. Cuối cùng, cô chúc các bạn cùng gia đình một năm an vui và hạnh phúc.